Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Rà soát tiến độ thực hiện dự án đường nối Ninh Sơn Đức Trọng. Doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh cần tuyển hàng ngàn lao động. Chị Carter Thị Giang ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái vượt khó phát triển kinh tế gia đình. Công an huyện Thuận Bắc tạm giữ cặp tình nhân trộm cắp xe máy và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 3, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi làm việc để trao đổi về tình hình thực hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng có tổng chiều dài 62,5 km, trong đó địa bàn tỉnh Ninh Thuận dài 45,4 km, địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 17,1 km. Vận tốc thiết kế 60 km một giờ. Tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2025. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 38 hộ dân ảnh hưởng và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Trên địa bàn huyện Đức Trọng có 30 hectare đất rừng trong phạm vi thực hiện dự án, còn chuyển mục đích sử dụng. Hiện nay, hai tỉnh đã tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan của hai địa phương, ghi nhận những kiến nghị đề xuất, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan. Trước hết quan tâm công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, xác định ranh giới đất rừng để đảm bảo điều kiện thi công dự án, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cảm ơn và đánh giá cao công tác phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhất là sự đồng hành quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Đồng chí Lê Huyền mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới nhằm đảm bảo dự án triển khai đưa vào sử dụng đạt hiệu quả đúng tiến độ đề ra, giúp kết nối giao thông liên vùng Ninh Thuận Lâm Đồng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng và kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh nói chung. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã lần lượt giới thiệu một số chuyên đề gồm công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên. Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung tuyên truyền sâu rộng luật thủy sản, tăng cường quản lý tàu cá khai thác xa bờ, đẩy mạnh vận động cư dân không xâm phạm các vùng biển nước ngoài, huy động các tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển ngăn chặn hành vi khai thác hải sản trái phép trong chính ngư dân. Việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đã phát huy hiệu quả, giúp ngư dân nâng cao nhận thức trong thực hiện chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Trạm kiểm ngư Cà Ná trực thuộc Chi cục Thủy sản Ninh Thuận. Trạm kiểm ngư này có nhiệm vụ kiểm tra, lập hồ sơ cho tàu cá ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, việc đầu tiên của ngư dân Nguyễn Thành Tuấn là đến trạm kiểm ngư Cà Ná đăng ký, đăng kiểm tàu cá, đảm bảo tàu cá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật an toàn mới được cấp giấy chứng nhận hoạt động trên biển. Đăng ký kiểm là phải quan trọng chứ, tại vì mình có cái giấy phép hoạt động của hành nghề trên biển, mình đánh bắt loại hình cá cơm, thì mình đi trong lãnh thổ của Việt Nam mình.
để giám sát toàn bộ tàu cá ở địa phương đang hoạt động trên biển. Trạm kiểm ngư Cà Ná phân công 2 cán bộ trực 24/24. Thiết bị giám sát tàu cá trên biển phải luôn được mở. Đây là công cụ quan trọng giúp ngăn chặn hành vi vi phạm lãnh hải khi đánh bắt hải sản trên biển. Thông qua cái giám sát hành trình tàu cá là ở trạm kiểm ngư là kiểm soát là 24/24 để mà phát hiện những chiếc tàu đang hoạt động hoặc là bị mất kết nối. Thì đối với những trường hợp mà tàu cá mất kết nối thì mình sẽ liên hệ với chủ tàu và thuyền trưởng để nắm thông tin, khắc phục cái sự cố. Hiện nay, hành vi vi phạm lãnh hải nước ngoài trong hoạt động đánh bắt hải sản trên biển bị xử lý rất nghiêm. Do đó, các tàu cá đánh bắt xa bờ đã chủ động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để tránh vi phạm. Người dân Nguyễn Thanh Xuân là chủ của 3 con tàu đánh bắt xa bờ với tổng công suất gần 1.800 CV. Tất cả tàu cá của ông đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là thiết bị hàng hải quan trọng, không những giúp thuyền trưởng xác định ranh giới biển quốc gia, tránh xâm phạm lãnh hải của nước ngoài, mà còn giúp ông quản lý hoạt động của 3 tàu cá ở ngoài khơi. Các cơ quan luật pháp của nhà nước Việt Nam tuyên truyền thì cái mức phạt là rất cao chứ không phải thấp, cho nên ai cũng sợ hết á. Hành vi đánh bắt hải sản không khai báo, không theo quy định và xâm phạm lãnh hải nước ngoài xuất phát từ chính ý thức của ngư dân. Do đó, ngoài sự kiểm soát của lực lượng chức năng, thì các tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển chính là lực lượng ngăn chặn hành vi đánh bắt hải sản bất hợp pháp, vi phạm lãnh hải nước ngoài hiệu quả nhất. Nếu mà gặp sự cố thì cũng nhờ bốn đạo xung quanh đồ thông báo cho mình biết là mình có vi phạm hay không, tránh được khai thác bên nước ngoài. Toàn tỉnh có gần 2.300 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Đến nay, trên 99,5% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Còn 4 tàu cá chưa lắp do chủ tàu gặp khó khăn về tài chính. Tàu hư hỏng đang nằm bờ. Hiện ngành chức năng đang theo dõi giám sát, phối hợp vận động và có những giải pháp hỗ trợ để các trường hợp này hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định trong năm 2023. Khi bà con đi biển này, trước khi xuất bến, là ngoài kiểm tra giấy tờ, động thái nữa là cho bà con viết cam kết và nhắc nhở. Còn những cái nhóm mà hoạt động gần bờ ấy, thì sẽ tuyên truyền bà con hoạt động đúng tuyến. Ủy ban châu Âu EC sẽ tiến hành thanh tra tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU lần thứ tư vào tháng 6 năm 2023 tới. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và sự chung tay của ngư dân trong thực hiện chống khai thác EU sẽ góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của EC, qua đó nâng cao uy tín của nước ta trong hoạt động hợp tác khai thác nghề cá và giúp ngư dân khai thác có hiệu quả trên các ngư trường truyền thống, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 86 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 69 hợp tác xã thành lập mới. Thông qua sự hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, xúc tiến thương mại, liên kết và tiêu thụ sản phẩm, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã được nâng lên. Để tiếp tục củng cố các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả, các cấp ngành sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, rà soát, thực hiện các hiệu quả cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào các lĩnh vực lợi thế, nhằm xây dựng uy tín cho các hợp tác xã, đẩy mạnh đào tạo về kiến thức, kỹ năng quản lý, kinh doanh, ứng dụng công nghệ sản xuất, công nghệ thông tin cho các hợp tác xã, đồng thời phối hợp triển khai chính sách đưa lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng đại học về làm việc tại các hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Minh Trân là người đầu tiên đưa giống tre tứ quý về trồng ở vùng đất Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Theo ông Trân, tre tứ quý rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, có thể thu hoạch măng quanh năm, không những giúp gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, mà còn giúp cải thiện môi trường, chống xói mòn, sạt lở, đặc biệt là những vùng đất ven sông ven suối. Vườn tre tứ quý rộng hơn 1,6 hectare của ông Nguyễn Minh Trân. Mới trồng chưa đầy 2 năm nhưng tre đã bắt đầu cho măng ổn định. Ông Trân chia sẻ, trước đây hai vợ chồng đã trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Tháng 4 năm 2021, qua tìm hiểu trên mạng, thấy mô hình trồng tre tứ quý hay nên đã liên hệ mua giống về trồng vài gốc thử nghiệm.
Sau thời gian trồng, thay trì cho măng quanh năm, ít tốn công chăm sóc, thu nhập lại cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác, nên ông trồng đại trà với hơn 1.600 gốc tre. Tôi cũng tham khảo ở miền Nam với miền Tây, người ta đã trồng măng nhiều rồi, mà trồng nhiều loại măng, măng điền trúc, lục trúc, rồi măng mạnh tông. Nhưng mà chất lượng măng thì chỉ có măng tứ quý là ưu tiên nhất, tôi mới chọn cây giống tứ quý. Theo ông Trần, trồng trái tứ quý không đòi hỏi kỹ thuật, trong quá trình canh tác phải thường xuyên phát dọn cành dư để tạo thông thoáng và luôn giữ ẩm cho gốc tre để kích thích ra măng non. Mỗi năm nên tiến hành đốn bỏ những cây tre già trong vườn để lứa măng tơ phát triển và mỗi bụi tre chỉ giữ lại 2-3 cây để tre cho măng to. Từ cái ngày trồng cho tới cái ngày mà có măng bói là 8 tháng, rồi đến chừng tháng thứ 10, tháng 12 là măng đã rộ rồi. Một năm thì thu hoạch trong 10 tháng, còn nó nghỉ đông 2 tháng. Để trồng tre tứ quý đạt hiệu quả, trung bình 1.000 m² trồng 100 cây tre, mỗi cây tre cách nhau 3 m, hàng cách hàng 3 m. Trong khoảng 8 tháng, tre bắt đầu cho thu hoạch măng đợt đầu tiên. Đến tháng thứ 10 trở đi, mỗi bụi tre có thể cho 10 cây măng một tháng. Mỗi cây măng đạt trọng lượng từ 1,5 đến 1,7 kg. Cây chăm sóc này rất dễ để chăm sóc. Mà ít công. Không có bao nhiêu công hết, làm chỉ có hai vợ chồng làm thôi chứ cũng không có mướn công. Mà phân bón nó cũng nhẹ đầu tư hơn mấy cái loại kia. Măng tre tứ quý có thể ăn tươi, làm măng chua, măng khô và chế biến thành nhiều món ăn ngon nên thị trường tiêu thụ khá ổn định. Mỗi ngày gia đình ông Trân thu hoạch trung bình 100 kg măng, bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Lúc trái mùa có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng 1 kg, giúp gia đình có thu nhập hơn 1 triệu đồng một ngày. Cái măng tứ quý nó cũng cho là cái sinh trưởng và phát triển cái măng là được thu hoạch là nhanh, là được cái là cái thị trường tiêu ưa chuộng, là giá cả được cũng ổn định. Hội nông dân liên kết là các nông dân về đây học tập cái mô hình này để về nhân rộng. Tre tứ quý không chỉ cho giá trị kinh tế cao mà còn góp phần cải thiện môi trường, chống sạt lở, xóa mòn đất, có thể kết hợp phát triển du lịch sinh thái vườn tre. Hiện nay ngoài bán măng, gia đình ông Trân còn bán cây tre để làm vật dụng và nhân giống tre bán. Mô hình trồng cây tứ quý của ông Trân mở ra hướng chuyển đổi cây trồng mới, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập. Chuyển sang phản ánh những thông tin đáng chú ý khác. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tăng cường tuyển dụng lao động số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hàng loạt các chính sách đào tạo nghề, chế độ phụ cấp, lương thưởng hấp dẫn được các doanh nghiệp đề ra để thu hút người lao động. Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp dệt may đi vào sản xuất, một số doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, kéo theo nhu cầu về lao động tăng cao. Theo các thông tin đăng tải trên nhiều kênh tuyển dụng, trung bình mỗi doanh nghiệp cần tuyển từ 300 đến 500 công nhân may. Có doanh nghiệp tuyển hơn 1.000 lao động nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Để đáp ứng đủ nhân lực cho sản xuất, nhiều doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng và đào tạo miễn phí cho những lao động chưa có tay nghề. Công nhân vừa học vừa làm vẫn được nhận lương, thưởng theo quy định. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã có 7 doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng hơn 1.000 lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan nắm bắt, điều tiết, tuyển dụng lao động một cách hợp lý để ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với môi trường đầu tư thuận lợi, vài năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may chọn Ninh Thuận làm bến đỗ, trong đó có một số doanh nghiệp quy mô tương đối lớn, nhu cầu nhân công cao. Với sự phục hồi rõ nét của các thị trường chủ lực, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng dồi dào đến quý 2 năm 2023. Tuy nhiên, với nhu cầu mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động, nhất là thời điểm sau Tết. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp để thu hút lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Là gương mặt mới đầu tư tại tỉnh, sau gần một năm đi vào sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Việt Xuân Ninh Thuận đã đưa vào hoạt động 2 phân xưởng với 18 chuyền may, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.
trong đó có hàng trăm lao động trở về từ các tỉnh phía Nam trong đại dịch. Với nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng hơn 500 lao động. Để thu hút lao động, công ty nỗ lực đảm bảo chế độ lương thưởng cho người lao động, đồng thời tuyển dụng những lao động tay nghề thấp vừa đào tạo vừa sản xuất. Chế độ bảo hiểm thì đầy đủ, có hỗ trợ tiền xăng xe, chuyên cần cũng cao. Chúng tôi đề ra kế hoạch trong năm 2023 là chúng tôi sẽ tuyển dụng là để lập đầy cái công suất của nhà máy Việt Sun Ninh Thuận là 1.600 lao động với là 22 chuyên. Và như vậy thì cái nhu cầu tuyển dụng lao động của chúng tôi vẫn còn rất lớn. Chúng tôi cũng rất mong là các ban ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc mà tuyển dụng thêm người lao động để chúng tôi lấp đầy công suất. Đầu năm 2023, công ty InnoFlow Ninh Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hai khu nhà xưởng với quy mô công suất 6 triệu sản phẩm một năm, nhu cầu tuyển dụng gần 3.000 lao động. Đến nay, công ty đã tuyển dụng được 1.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng từ nay đến cuối năm còn rất lớn, nên công ty cũng áp dụng kế hoạch vừa sản xuất, vừa đào tạo cho những lao động chưa có tay nghề hoặc tay nghề thấp. Mục tiêu tuyển dụng của chúng tôi sau Tết Nguyên đán là khoảng 1.500 lao động, đến cuối năm 2023 là 3.000 lao động. Nhu cầu sử dụng lao động là rất lớn, đặc biệt là lao động có tay nghề may. Nhưng số lượng lao động có tay nghề may chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhân lực của nhà máy. Vì vậy, chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành hỗ trợ gắn kết, tuyên truyền, thông tin tới các lao động trong tỉnh đang làm việc tại các tỉnh phía Nam để mọi người có thể tìm được việc phù hợp ngay tại địa phương mình. Với nhu cầu tuyển dụng khoảng 300 lao động, bù đắp số lao động nghỉ việc và mở rộng thêm hai chuyền may. Ngoài việc quảng bá thông tin tự tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận còn tìm đến sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức nhằm có thêm kênh kết nối với người lao động. Hôm nay cái phiên việc làm là đầu năm của trung tâm, thì tôi rất là vui mừng gặp được là các cái người lao động có nhiều cái nhu cầu làm việc, trong đó là có nhu cầu ngành may. Thì là về cái thu nhập cũng như là về cái phúc lợi của Tiến Thuận thì chúng tôi cũng luôn luôn đảm bảo là mức lương này, thu nhập này, đặc biệt là đảm bảo về các cái chế độ chính sách người lao động, bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp mà chúng tôi vô là đóng ngay. Dệt may là một trong những ngành sử dụng số lao động lớn nhất. Hiện nay, theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, có 7 doanh nghiệp ngành may mặc đã kết nối với trung tâm để tuyển dụng khoảng 1.080 lao động. Trước tình hình về các cái doanh nghiệp ngành may để mà tuyển dụng lao động, cùng phối hợp với Trung tâm Tuyển dụng lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thì sắp đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn để mà tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở nhằm mục đích để đa dạng hóa các cái kênh thông tin tuyển dụng để đáp ứng cái nhu cầu cho các cái doanh nghiệp ngành may trên địa bàn tỉnh. Nhu cầu tuyển dụng lớn, các doanh nghiệp ngành dệt may đang đưa ra những chế độ lương thưởng hấp dẫn cho người lao động. Việc cạnh tranh tuyển dụng đang tạo cơ hội việc làm tốt cho người lao động trong tỉnh cũng như người lao động của tỉnh đang đi làm ăn xa trở về làm việc tại quê hương. Tuy nhiên, với nhu cầu mở rộng sản xuất của ngành dệt may trong thời gian tới, các địa phương và ngành liên quan cần đón đầu xu thế, có phương án đào tạo và kết nối thông tin giữa doanh nghiệp và lao động nhằm giải quyết hiệu quả việc làm tại chỗ, đồng thời góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do thiếu tiền sử dụng ma túy, Đoàn Hồng Quân, sinh năm 1998, đã rủ Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 2001, đều ở tỉnh Khánh Hòa, trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Chiều ngày 2 tháng 3, sau khi đi chơi ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở về, khi đến xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, Đoàn Hồng Quân phát hiện một xe mô tô của người dân không có người trông coi, nên Quân đã rủ Nguyễn Thị Như Ý trộm. Sau khi trộm xe mô tô trên, Đoàn Hồng Quân bị người dân phát hiện, nên đối tượng bỏ lại tài sản và lên xe của Nguyễn Thị Như Ý để bỏ chạy. Khi bỏ chạy được hơn 4 km thì cả hai đối tượng bị công an huyện Thuận Bắc cùng người dân bắt giữ. Cơ quan công an cho biết Đoàn Hồng Quân và Nguyễn Thị Như Ý đều là đối tượng nghiện lâu năm. Đặc biệt, Đoàn Hồng Quân từng có một tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích vào năm 2018.
Công an huyện Thuận Bắc đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, không cam chịu đói nghèo, chị Ca Thơ Thị Giang ở thôn Gia Ế, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc và buôn bán đặc sản Phước Bình. Từ một hộ nghèo, chị Giang đã có cuộc sống ổn định, là tấm gương để nhiều chị em ở Phước Bình học tập làm theo. Và chị Giang là phụ nữ người Rắc Lai đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ Nữ Doanh Nhân tỉnh Ninh Thuận. Sau khi lập gia đình, kinh tế của gia đình chị Giang chủ yếu phụ thuộc vào làm rẫy, thu nhập bấp bênh. Năm 2018, được Hội Phụ Nữ xã giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Giang đã đầu tư trồng 0,5 hectare bưởi. Sau đó một năm, thấy diện tích bưởi của gia đình phát triển tốt, chị Giang tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để mua máy móc, phân bón và trồng thêm điều ghép. Đến nay, gia đình chị có 0,5 hectare bưởi, hơn 0,7 hectare sầu riêng, 1 hectare điều ghép, mỗi năm cho thu nhập hơn 80 triệu đồng. Vừa rồi tôi trồng điều, mua điều ghép không? Cũng từ cái nguồn vốn vay đó, trồng điều ghép được một mẫu, trồng thêm cây, trồng thêm bơ chum chum, nói chung là trồng xen kẽ các loại cây khác. Từ đó thì cây bưởi nó đã cho thu nhập trong năm vừa rồi, cũng giúp ổn định cho gia đình, cũng giúp tôi chăn nuôi thêm cái như gà, bò, tôi mua bò thêm. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ngoài đầu tư trồng trọt chăn nuôi, chị Ca Tơ Thị Giang còn kinh doanh online các mặt hàng đặc sản Phước Bình như chuối hộp, mật ong, nấm linh chi, v.v. Qua các kênh Facebook, Zalo, mỗi tuần chị Giang bán từ 500 đến 700kg chuối hộp đi các địa phương trên cả nước. Chị Giang còn hợp tác với một số chị em trên địa bàn xã trồng và thu mua chuối hộp mồ côi Phước Bình. Mô hình kinh doanh online chuối hộp mồ côi Phước Bình của chị Giang đã giành giải nhì cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Mình đã được đi tập huấn này nọ, xong rồi về triển khai để các chị em phụ nữ là cái sự phát triển về chú hùng một cô nó đem lại kinh tế cho mình như thế nào, là sẽ triển khai lại cho các chị em phụ nữ để nhân rộng ra để phát triển thêm kinh tế cho gia đình. Thế chị Giang làm kinh tế giỏi, nhiều chị em trong thôn Gia Ế cũng học theo để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn 50 triệu đồng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Ái cho vay, chị Gia Rót Cà Khánh đã đầu tư trồng 300 gốc bưởi. Sau 4 năm, diện tích bưởi nhà chị Khánh đã bắt đầu cho trái, giúp chị có thêm thu nhập để nuôi con ăn học. Em cũng học hỏi từ bạn Giang, từ cái mô hình về vay vốn từ bên phụ nữ. Em vay rồi trồng một ít bưởi phía sau nhà. Đối với phụ nữ xã thì để nhân rộng cái mô hình chỗ em Giang thì vừa qua thì phụ nữ xã cũng giới thiệu em Giang là về gương, giới thiệu gương về phụ nữ huyện. Thì từ đó phụ nữ huyện cũng giới thiệu về phụ nữ tỉnh. Và trong năm 2022 thì cũng giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp cho em Giang về phát triển cái sản phẩm chuối hộp mồ côi. Thì đến hiện tại thì cũng đã nhân rộng. Với sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chị Ca Tơ Thị Giang đã trở thành tấm gương sáng để nhiều chị em phụ nữ Rắc Lai học tập cùng nhau vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.